Con lừa trong giếng nước. Một ngày nọ, con lừa của người nông dân bị rơi xuống một cái giếng sâu. Con vật khóc lóc thảm thiết trong nhiều giờ, và người nông dân đang cố hình dung ra mình phải làm gì. Cuối cùng, ông ấy quyết định con vật này đã già rồi và cái giếng cũng cần lấp đầy, chẳng đáng gì phải cứu nó cả. Ông ấy mời những người hàng xóm của mình để giúp lấp giếng lại. Tất cả bọn họ chụp lấy xẻng và bắt đầu xúc đất đổ vào giếng. Con lừa nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, giống ầm ĩ. Tiếp theo là sự ngạc nhiên của mọi người. Nó yên lặng dần. Người nông dân ngạc nhiên bởi những gì mình nhìn thấy. Mỗi lần đất rơi xuống lưng con lừa thì nó đã tự rung mình để đất rớt xuống và bước lên đống đất đó. Những người nông dân còn lại vẫn tiếp tục xúc đất đổ vào giếng. Con lừa lại rung mình để đất rơi xuống và bước lên cao hơn. Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng khi đống đất cao dần lên thì con lừa đã có thể bước ra khỏi bờ giếng, nó đã thoát khỏi cái bẫy. Cuộc sống sẽ đổ tất cả mọi loại chất bẩn lên bạn. Mẹo để vượt qua chuyện này là hãy dung mình cho những chất bẩn ấy rớt xuống và bước về phía trước. Mỗi rắc rối chúng ta gặp phải là một hòn đá lót đường cho ta đi tới thành công.